biến sự cố tại đây sẽ có một thợ lặn kèm theo. Các thợ lặn này sẽ vừa làm hướng dẫn viên du lịch về nước và tiêu hương cả vị quân viên, nên an toàn của chúng ta là tuyệt đối 100% luôn. Ta trải nghiệm sân chơi, ta sẽ được vào với cái lòng đại dương, được vui đùa với vô vàn loài cá cảnh. Ai thích cá bắt xa cũng được cá bắt xa, ai thích cho cá ăn cũng được cho cá ăn, và ai không thích cá đến gần là cá không đến gần luôn. Tất cả sân chơi và trải nghiệm sẽ được lưu lại qua thiết bị kỷ niệm ạ. Như các quý vị và bạn thấy ở trên này, giá niêm yết của tổng công ty dành cho một dịch vụ lặn biển có ngũ đi bộ sẽ là 1.250.000 đồng. Chưa bao gồm video, còn có video sẽ là 1.450.000 đồng, và có thêm cả hình ảnh sẽ là 1.650.000 đồng. Khi quý khách hàng trải nghiệm, ai không mang đồ bơi được hỗ trợ đồ bơi không pháp lý, chỉ tính theo giá phí đã được cả công khai tại đây. Nếu không mang tiền mặt thì được hỗ trợ cả thẻ và chuyển khoản. Sau khi trải nghiệm xong, tất cả vai gốc của các video gửi ngay lên điện thoại cho chúng ta qua iDrop hoặc qua OneDrive, dễ dàng cho Zalo về làm kỷ niệm. Đăng tải mạng xã hội Zalo Facebook của các nhanh chóng và thuận tiện nhất. Đó là toàn thể sân chơi và dịch vụ tại đây. Rất hân hạnh được ủng hộ các quý vị ạ. Sau khi đã được nghe những vấn đề gia đình và các phòng trang điểm sân chơi không ạ, thì em sẽ có thể số lượng người trải nghiệm, em sẽ hỗ trợ để làm sao như vậy cho một khách hàng trải nghiệm cho thực sự là thú vị và với các cái kinh phí hợp lý. Đang du lịch ra đảo Ngọc. Đảo Ngọc có trò chơi là ngắm san hô. Không sợ gì cả, em không có khách sợ không, các con đang rất thích. Có là học được thứ gì, nhưng mà mình có thời gian không có hai thứ thôi.